Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên à, Trước mặt mọi người đây là những cái chậu thanh đạm Indo Đặc biệt là đây là những cái chậu nhỏ, chậu giống Để cho anh em nếu mà không có điều kiện mua những cái chậu to mười mấy, hai chục thân giá 400 ngàn Thì mọi người có thể là mua những cái chậu này thì chỉ với giá là 250 ngàn để làm giống mọi người ha à, Thì nó cũng còn cái số lượng thân thì nó cũng khỏe được nhiều mọi người Và về những cái chậu này trồng sang năm thôi là nó cũng sẽ thành những cái bụi to bự rồi Thích hợp cho anh em nào muốn sưu tầm cái cây thanh đạm Indo mà không có nhiều điều kiện Để chúng ta có thể là mua những cái chậu lớn thì mọi người có thể là nghiên cứu xem những cái chậu này để chúng ta sưu tầm mọi người nhé Và đầu tiên thì giới thiệu trước về thanh đạm Indo Đây là một cái giống lan phải nói cho hoa rất là sai bông luôn mọi người Hồi giờ em chưa thấy cái cây nào mà nó sai bông như cây này À, cái số lượng bông trên một cái vò hoa nhiều kinh khủng luôn và đặc biệt nếu mà một khi nó nở đồng đều nhau và cái dịp mà tầm cuối năm á nó nở đều nhau, phát là mọi người sẽ thấy là giống như là một cái chùm pháo hay là giống như chùm 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 đèn đèn chùm luôn mọi người à, và cái quan trọng nhất mọi người cái hoa đẹp và số lượng mật độ hoa nhiều á, thì nó chỉ là chiếm một phần thôi cái quan trọng nhất của cây thanh đạm indo này đó chính là cực kỳ thơm luôn và chưa có một cái loại lan thanh đạm nào mà lại cho thơm như cái cây thanh đạm indo này chính vì vậy nó được gọi là vua của cái dòng thanh đạm luôn. đó là lý do vì sao là cái cây này nó được nhiều anh em là thích chơi và sưu tầm vậy và khi mà các bán chị được ngửi cái hương thơm của nó phải nói là đứng cách xa 5 tới 7 mét vẫn người thấy mùi thơm mọi người à, nó thơm cỡ vậy luôn mà à, rồi và đây thì cái đặc trưng của cái cây thanh đàm Indo này thì nó rất dễ thấy thứ nhất là thân trường thanh là nó sẽ suông suông uh, dài uh, một thân và trên đó nó sẽ thường mọc ra tầm cỡ hai lá mọi người nhé và cái lá đặc biệt cái lá của cây thanh đàm Indo là cái phần quan trọng nhất để mọi người nhận biết ra được nó chính là cái kiểu lá mọi người thấy nó bông bên không nó. nó không phẳng ly giống như một số cái loại khác mà cái cái mặt lá này mọi người thấy không nó nó chỗ có những chỗ phồng lên đó, xẹp xuống phồng lên xẹp xuống đây nè lá nào cũng vậy mọi người thấy không chậu nào cũng vậy đó đây chính là cái đặc điểm để mọi người có thể nhận biết ra được cái giống lan thanh đạm indo này nha tránh anh em mua phải những cái cây lan thanh đạm bình thường khác à, rồi và nghe tên thì mọi người biết rồi đây là một cái giống lan nhập ngoài mọi người nha. nhập từ indonesia chính vì vậy giá nó cũng cao hơn cái hàng rừng của việt nam nhiều à, nhưng mà quan trọng thì cái cây nó rất là thơm và hoa chi chít nên là thành ra là là nhiều khi cái mức giá thì nó cũng gọi là chấp nhận được đối với anh em là chơi và sưu tầm hoa lan À, và hôm nay thì em có một số chậu đây mọi người nha à, Mọi người lưu ý là cái chậu này là chậu nhỏ, giá nó nhỏ hay là anh em chúng ta muốn sưu tầm giống, người ta sưu tầm những chậu này à, Ngoài ra nếu mà các bạn chị muốn mua những cái chậu to phải Tầm 15, 16, 17, 18 thân gì ạ Thì có mọi người nha Tức là nó phải cỡ gấp đôi như vậy Gấp đôi những cái chậu như vậy Thì giá nó 400 ngàn chậu, đó là những cái chậu to Còn đây là em chia sẻ những cái chậu giống cho anh em à, à, Đây à, Rồi mỗi một chậu như vậy thì giá là 250 trăm ngàn giá chưa bao gồm phí vận chuyển mọi người ha phí vận chuyển tầm cỡ ba bốn chục ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu à, em quay qua một số chậu cho mọi người cùng xem nha à. À. đấy đây à. à. rồi là chậu làm giống à. chậu ít thân làm giống nhiều anh em thì người ta chỉ cần là kiếm cái chậu rẻ, rẻ rẻ để người ta mua làm giống chậu cỡ như vậy là được rồi à, cũng không cần là quá cao siêu quá cao to gì à, nên là em cũng cố gắng là có tách ra một số cái chậu nhỏ để trồng sẵn cho anh em nào cần thì người ta siêu tầm à, đây còn à, nếu mà mọi người mua muốn mua, mua, mua chậu lớn khủng đây à, Đây thấy không chậu chậu đây là chậu giá là 400 trăm ngàn mọi người nhé bốn trăm ngàn chậu Đó siêu khủng không đó, rồi nó trên bên nhau vậy đó Rồi xin cảm ơn cả nhà nhé Anh em có nhu cầu sưu tầm giống vua của các dòng thanh đàm Thanh đàm Indo ha Thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại Em để góc màn hình nha Mọi người liên hệ đài 0384 Rồi mỗi một chậu đây Chậu giống đây thì có giá là 250 ngàn Hoặc là anh em muốn mua chậu to giá 400 ngàn Thì cứ liên hệ với em nhé Thích mua loại nào cứ báo em ha Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà Xin chào mọi người, ở con tâm Tây nguyên có một cái loại đặc sản rất là nổi tiếng luôn, đó chính là sâm dây ngọc linh. Sâm dây ngọc linh này thì chuyên để anh em dùng ngâm rượu hoặc là sắc nước uống. Ngâm rượu thì rất là thơm ngon mọi người, có vị dịu ngọt nữa, chuyên để đón tiếp khách quý trong những cái dịp lễ Tết đặc biệt. À, đối với một ký ký sâm dây ngọc linh khô như vậy này thì mọi người có thể là ngâm được với 10 lít rượu và tầm cỡ 10 ngày trở đi là chúng ta dùng được rồi. Và ngâm càng lâu thì uống càng ngon mọi người nha à, Xăm lên đây thì có rất là nhiều cái công dụng tốt Mọi người có thể thấy nè à, Bồi bổ toàn thân nè Kích thích miễn dịch nè rồi dùng trong xuyên nhược Ăn không ngon nè Rồi chống mệt mỏi Tăng sự thích nghi cơ thể nè Bổ máu Tăng hồng cầu Bệnh ổ huyết áp rồi giải khát rồi chị mất nước kích thích tiêu hóa chị về gan ghẻ cốc rất nhiều công dụng luôn à, ngoài ra thì trong sâm dây ngọc linh người ta còn tìm thấy một cái loại hoạt chất gọi là sabonin hoạt chất này thì có cái tác dụng trong hỗ trợ điều trị ung thư và ngăn ngừa ung thư nữa mọi người nhé rất là nhiều công dụng tốt à, và cái này là không có một cái tác dụng phụ nào chính vì vậy thì được rất là nhiều người ở con tum tây nguyên là người ta yêu thích dùng Để ngâm rượu đón khách nữa mọi người à, uống rất là bổ béo và đặc biệt là thơm ngon nữa cái vị dịu ngọt thơm ngon rồi em đang cầm trên tay một bịch đây là một ký mọi người nha một ký à, một ký uh, xâm dây ngọc linh này thì giá là 600 trăm ngàn và anh em nếu mà uh, muốn mua nửa ký cũng có nửa ký thì cái bịch nó bằng một nửa đây mọi người ha rồi giá là 300. trăm rồi à, mọi người có nhu cầu siêu tâm xâm dây ngọc linh để về dùng hoặc là về biếu anh em uh, bạn bè khách quý thì có thể liên hệ với em nhé bên uh, bên em thì luôn có sẵn ở đây ha xin cảm ơn mọi người